Thư sư cho con hỏi, trong Niết Bàn hoặc các tầng thiền thì Phật và các vị Thánh A-la-hán có gặp được nhau hay cảm nhận được nhau hay không? Vì con có lòng tương tưởng cung kính đến Phật rất nhiều nên hy vọng có khả năng đó. Xin thưa là bao giờ quý vị biết Niết Bàn là cái gì đi, rồi khi đó quý vị sẽ trả lời được câu hỏi này. Để chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.